Rồi quý vị ơi, tiếp theo là 708, một cây sâm núi và một cây trà Phú Kiến. Đây, trước tiên là xem chai trà xanh trước đi nha, tỷ lệ đi nha. Đây nè, đó, cây trà Phú Kiến với một cái cây sâm núi. Rồi sâm núi này sâm núi trái không nha quý vị, ở đây là bán sâm trái chứ không có sâm bông nha. Rồi bây giờ bắt đầu cho quý vị xem từ cây nha. Rồi, hai cây này có giá là 500 nha. Giờ trước tiên là xem cái sâm núi trước đi. Đây nè, cái sâm núi nè, đó, nó có cái co vậy nè, đó, trên quay xuống nha, đó, có cái co rất là đẹp như vậy nè, thấy không, đó, rồi, đế nó đây nè, đó, thấy chưa, rồi quay mặt sau luôn nha, quay qua mặt sau luôn, đó, co nó vậy đó, rồi một cây sâm núi trái nha, đó. Đó, quay một vòng cho quý vị xem hết rồi đó. Hai cây này giá là 500k nha, không có phí vận chuyển nha, mà không có ship code luôn nha. Mua đồ của tôi là phải chuyển khoản trước mới được nha quý vị. Rồi, đây, bắt đầu cho thằng này qua đây đi. Rồi tới một cây trà Phú Kiến nha quý vị, đây cây trà Phú Kiến đây. À, tỷ lệ ngón tay tôi đây nè, cây này nó bự lắm nha, bự mà nó lùn nha quý vị, đó nó quái nữa nha. Đây nè, rồi bán hai cây này dân nghệ chơi thôi nha, chứ 500 là hai cây này là không có lợi nhiêu hết trơn nha quý vị. À, cây này mua của hạng trên cái dầu, cây này là 200.000 nha quý vị, nó quái dữ lắm nha. Đó. Đó. Kêu chở đi mua rồi về cho vài cái cây thôi, hỏi có trả tiền xe ôm. Đó, ổng rồi giờ bây giờ nó coi clip này nó nghe nó biết luôn á, nói xấu nó đó. Đó rồi. Hai cây này là 500 nha quý vị, không phí vận chuyển nha. Thấy nó quái chưa? Đâu có nói tên, tên gì quên rồi, không biết nữa. Rồi, một cặp nha quý vị, rồi 500k nha. Đó, thấy không, cây này quái lắm nha quý vị, cây còn tha cái cây mầm sụm này, trà Phú Kiến này quái lắm nha. Đó. Đây. Đó. Rồi 500k hai cây, xuống đi Bi ơi.